Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Duyệt Nguyễn. Nội dung kênh chủ yếu xoay quanh các video hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về tin tức, ứng dụng, sản phẩm, kỹ thuật, thiết kế đồ họa và kinh doanh online. Với những tin tức, sản phẩm, ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ, từ đó bạn có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh và đi trước đón đầu xu thế. Kênh Duyệt Nguyễn mong muốn trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng hữu ích cho những người đam mê công nghệ và kinh doanh trực tuyến. Nội dung của kênh cố gắng thực hiện chuyên nghiệp, chất lượng cao và được cập nhật liên tục theo xu hướng mới nhất của ngành công nghệ. Điều đáng chú ý là kênh Duyệt Nguyễn không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà còn thường xuyên đăng tải những video về trải nghiệm cá nhân và những lời khuyên hữu ích giúp các bạn trẻ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhờ vậy, kênh đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những người đam mê công nghệ, kinh doanh và cả những ai đang tìm kiếm sự truyền cảm hứng trong cuộc sống. Kênh YouTube Duyệt Nguyễn hy vọng là một nguồn tài nguyên vô cùng hữu ích và giá trị cho cộng đồng người yêu công nghệ và kinh doanh tại Việt Nam. Với chất lượng nội dung cao, cập nhật liên tục và sự chuyên nghiệp trong cách thực hiện, kênh Duyệt Nguyễn đang ngày càng hoàn thiện, phát triển và hy vọng là một phần trên thị trường truyền thông số tại Việt Nam. Trong đó không thể thiếu bạn để kênh hoàn thiện và hữu ích hơn. Bạn hãy cho kênh những bình luận, đóng góp ý kiến và đăng ký kênh để kênh có thể được học tập và giao tiếp với bạn. Xin cảm ơn bạn. Xin được gửi tới bạn lời chúc hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, một năm đại thắng.